Xin chào các khán giả đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở phòng chờ sinh tầng 5 và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gia đình ca sĩ Đông Hùng, top 3 Việt Nam Idol cũng như đồng hành cùng với vợ anh ấy là chị Anh Minh trong hành trình vượt cạn ngày hôm nay nhé. Sau thai quá ngày dự sinh mà cổ tử cung không mở nên anh chị ấy đã quyết định vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con đấy ạ. Vâng, anh Đông Hùng đang dặn dò hai mẹ con và trao cho chị Anh Minh một nụ hôn rất là tình cảm đấy ạ. Cũng trong livestream hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề phải làm thế nào khi đến ngày dự sinh mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Các bạn đừng rời khỏi livestream nhé, một lát nữa chúng tôi sẽ có câu trả lời đấy ạ. Và các bạn ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với chị Anh Minh bước xuống phòng mổ vô khuẩn một chiều và theo dõi cận cảnh quá trình mổ đẻ của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhé. Anh Hùng ơi, hiện tại thì anh đang cảm thấy như thế nào ạ? Bây giờ thì thực sự là anh đang cảm thấy hồi hộp, chắc chắn đây cũng là cái cảm giác của rất là nhiều ông bố và rất nhiều người chồng ở trong cái khu phòng này, và bản thân mình cũng thế, đang rất là hồi hộp bởi vì không biết là vợ mình đang trong tình trạng như thế nào. Vì thế là cũng chỉ mong là nhanh chóng có thể là không biết vợ mình có đau không, hay là rồi con ra thế nào. Nói chung là không nghĩ rằng cảm giác hồi hộp là bản cảm giác nhiều nhất. Dạ vâng ạ, trong các tuần thai cuối của thai kỳ thì không biết là cuộc sống gia đình của mình có gì thay đổi không ạ? Trong các tuần cuối thai kỳ thì ra thì cũng có nhiều sự thay đổi, đó chính là không biết lúc nào thì con sẽ ra, không biết lúc nào là mình sẽ được gặp con. Vì thế là chỉ cần là chị có một dấu hiệu, vợ Hùng chỉ cần có một dấu hiệu là đau nhẹ hay là thế nào nữa là Hùng cũng rất là sốt sắng, cả nhà cũng sốt sắng rồi. Vì thế là hôm nay khi mà vào viện và nhận được thông tin là sẽ đón cháu ngày hôm nay thì đó cũng là một cảm giác, đối với Hùng rất là bất ngờ và có sự hạ hước, có sự hồi hộp, và có một cái điều nữa đó chính là không biết là đó là cảm giác chung của. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Anh đừng lo lắng nhé, chỉ một lát nữa thôi thì gia đình mình sẽ được gặp nhau đấy ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào phòng mổ vô khuẩn một chiều để theo dõi hành trình đi sinh của chị Anh Minh, vợ của ca sĩ Đông Hùng các bạn nhé. Lúc này thì ekip mổ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho ca mổ. Và không lâu nữa là chúng ta sẽ được mục sở thị ca mổ của chị Anh Minh cũng như cận cảnh quá trình bắt con của các bác sĩ ạ. Vâng, trên màn hình là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Có thể thấy là lúc này chị Anh Minh đang rất thoải mái, dường như không có chút lo lắng hay khó chịu nào đúng không ạ? Trong bệnh minh của chúng ta dù đi sinh nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và tươi tắn đấy các bạn ạ. Và cũng như mọi ca mổ đẻ khác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thì chúng ta sẽ cùng theo dõi thao tác gây tê tủy sống, bước đầu tiên để ca mổ diễn ra thuận lợi các bạn nhé. Lúc này thì bác sĩ đang sát trùng vùng lưng và tiến hành đưa thuốc vào vùng lưng theo vị trí, liều lượng thuốc tê đã được định sẵn. Và để có thể xác định được lượng thuốc tê phù hợp, mang lại hiệu quả cao thì bác sĩ sẽ dựa vào số đo cân nặng, chiều cao của sản phụ. Như các bạn có thể thấy thì thao tác của bác sĩ Thu Cúc rất cẩn thận, nhẹ nhàng và chị Minh cũng cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình này đấy ạ. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về việc gây tê thủy sống như thế nào và có tác dụng ra sao thì hãy comment ngay tại livestream này nhé, chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng cho các bạn ạ. Có một số khách hàng cũng đã gửi câu hỏi về fanpage của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, đó là gây tê thủy sống có mất thêm tiền không? Vâng, như các bạn cũng đã biết là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc có dịch vụ thai sản trọn gói với rất nhiều tiện ích hấp dẫn. Đặc biệt đối với riêng dịch vụ gây tê tủy sống trong sinh mổ thì đã bao gồm trong gói và khi sử dụng thì khách hàng sẽ không phải trả thêm chi phí nào đâu ạ. Các bạn hãy hoàn toàn yên tâm về điều này nhé. Vâng, quá trình gây tê tủy sống đã hoàn tất rồi. Rất nhanh thôi thì thuốc tê sẽ có tác dụng và chị Minh sẽ bước vào ca mổ đẻ các bạn ạ. Lúc này thì bác sĩ đang tiến hành vệ sinh sát khuẩn vùng bụng cho chị Minh của chúng ta. Và chắc hẳn là các bạn cũng đã rất quen thuộc với thao tác này rồi đúng không ạ? Việc làm này giúp vô khuẩn, tránh nhiễm trùng cũng như đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con trong suốt quá trình mổ, con ra đời và cả vết mổ của mẹ sau sinh nữa. Sau khi vệ sinh sát khuẩn thì ekip trong ca mổ ngày hôm nay đang tiến hành trải xăng, sẵn sàng tất cả các dụng cụ hỗ trợ để việc mổ đẻ sẽ diễn ra trong ít phút nữa thôi ạ.
Trong mỗi ca sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ có một ekip hùng hậu. Mỗi người sẽ làm một nhiệm vụ và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nên các bạn có thể thấy hầu hết các ca mổ đều diễn ra rất nhanh chóng, chuyên nghiệp và nhẹ nhàng đấy ạ. Người phụ trách chính trong ca mổ đẻ của chị Anh Minh ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh, nguyên phó trưởng khoa sản đẻ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, bác sĩ Minh là một trong những bác sĩ sản hàng đầu được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng lựa chọn đấy ạ. Vâng, ca mổ đã bắt đầu rồi, bác sĩ Minh đã tiến hành những đường rạch đầu tiên. Có thể nói là với sự khéo léo, cẩn thận và chuyên nghiệp của bác sĩ thì vết mổ của chị Minh chắc chắn sẽ là đường rạch nhỏ và được khâu thẩm mỹ rất đẹp đấy ạ. Chỉ một lát nữa thôi là em bé của vợ chồng chị Minh và anh Hùng sẽ chào đời. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi livestream này và nếu có bất kỳ băn khoăn gì thì hãy comment ngay tại đây để chúng tôi giải đáp nhé. Lúc này thì bác sĩ và ekip đã gần như là hoàn tất các thao tác mổ rồi. Và các bạn ơi, tôi đã nhìn thấy đầu của em bé rồi ạ. Vâng, em bé của chúng ta đã chào đời rồi các bạn ơi, là một cô công chúa đấy ạ. Xin chúc mừng chị Minh và anh Hùng. Bác sĩ đang tiến hành vệ sinh sơ bộ và cắt dây rốn cho em bé nhà chị Minh đấy ạ. Chị Minh lúc này chắc hẳn đang rất hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm các bạn ạ. Và ngay bây giờ em bé nhà chị Minh sẽ được lau sạch gây và bác sĩ Nhi sẽ tiến hành khám sức khỏe đầu đời cho bé thông qua việc nghe tim phổi. Ngoài ra, để đánh giá được một cách khách quan về tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh thì các bác sĩ còn kiểm tra màu da, tiếng khóc, các phản xạ tay chân, mắt, mũi, miệng. Vâng, trộm vía là em bé của chúng ta ngày hôm nay vô cùng khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì bất thường cả. Ngay sau khi kiểm tra sức khỏe cho em bé xong thì điều dưỡng sẽ đưa bé lại gần áp da với mẹ. Điều dưỡng của chúng tôi đang đội mũ quấn khăn ủ ấm cho em bé rồi. Tiếp theo điều dưỡng sẽ đưa em bé đi cân. Các bạn thử đoán xem là em bé bụ bẫm của chúng ta nặng bao nhiêu cân nhé. Vâng, là 3,5kg, một cân nặng rất đẹp và chuẩn của một bé sơ sinh. Trộm vía công chúa nhà anh Hùng rất bụ bẫm phải không nào các bạn? Ngay bây giờ thì em bé sẽ được áp da với mẹ. Chắc hẳn đây là giây phút mà chị Anh Linh mong chờ nhất đúng không ạ? Vào lúc này thì bé gái đáng yêu của chúng ta đã được thực hiện áp da với mẹ rồi. Trộm vía nằm trên ngực của mẹ nên em bé của chúng ta rất ngoan đấy các bạn ạ. Và trong thời gian hai mẹ con chị Minh áp da thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc nêu ra ở đầu livestream nhé. Đó là phải làm thế nào khi đến ngày dự sinh mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Các bạn ạ, thời gian mang thai trung bình là 280 ngày, tức là 40 tuần. Thời gian này được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng của thai phụ. Ngày dự sinh là ngày bác sĩ ước đoán thai kỳ được khoảng 40 tuần kể từ khi bắt đầu kỳ kinh cuối trước khi có bầu của thai phụ. Theo đó, đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu gì thì thai phụ cần đi khám thai để được theo dõi tình trạng sức khỏe sát sao. Trong quá trình khám thai, bác sĩ sẽ theo dõi tim thai, đánh giá lượng nước ối nhiều hay ít, bánh rau có bị sơ hóa hay không. Đặc biệt hơn là khi đến ngày dự sinh mà cổ tử cung không mở thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như rối loạn cơn gò xuất hiện trong ngày dự sinh hoặc lúc chuyển dạ, cơn gò tử cung yếu hoặc quá mạnh, cổ tử cung sơ cứng do những tổn thương viêm nhiễm, sẹo sơ trước đó do những thủ thuật khoét chóp, cắt đoạn, đốt điện trên cổ tử cung gây ra hiện tượng này. Cũng không ngoại trừ nguyên nhân xuất phát từ tâm lý sản phụ lo lắng, hồi hộp hay căng thẳng cũng có thể gây nên hiện tượng cổ tử cung không mở. Trường hợp quá ngày dự kiến sinh mà cổ tử cung không mở thì thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và xử lý kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc cho cả mẹ và thai nhi nhé. Quay trở lại với mẹ con chị Anh Minh thì lúc này điều dưỡng sẽ kiểm tra thông tin của cả mẹ và bé. Chắc hẳn các bạn cũng biết quy định này của Bệnh viện Thu Cúc rồi đúng không nào? Chiếc vòng định danh này sẽ đeo vào tay của mẹ và vào chân của bé đấy ạ. Sau khi áp da mẹ thì em bé của chúng ta sẽ được đưa ra ngoài để tiếp tục thực hiện các công đoạn về chăm sóc sau sinh như đóng bỉm, đội mũ và mặc quần áo. Dường như là vừa ra vòng tay của mẹ nên em bé của chúng ta có hơi lẩm đũng một chút các bạn ạ. Các bạn đừng lo lắng khi thấy em bé khóc như thế này nhé, vì việc khóc to là một trong những phản xạ rất tốt của trẻ sơ sinh đấy ạ. Vâng, trộm vía bé gái của chúng ta vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu đúng không nào? Sau khi đã được cô điều dưỡng đóng bỉm, đeo bao tay thì em bé sẽ tạm biệt mẹ Anh Minh để ra ngoài gặp bố Hùng nhé. Dường như mẹ bầu của chúng ta vẫn còn lưu luyến không muốn rời xa con gái đấy ạ. Chị Minh hãy yên tâm nhé. Sau khi sức khỏe của mẹ và bé ổn định thì gia đình mình sẽ được gặp nhau tại phòng lưu viện đấy ạ. Và chắc hẳn lúc này ông bố của chúng ta đang rất nóng lòng để được gặp con yêu rồi đúng không nào? Hãy cùng theo chân điều dưỡng của Thu Cúc đưa bé ra ngoài để áp da với bố ngay bây giờ các bạn nhé. Vâng, đây là phòng da kề da với bố ạ. Ông bố của chúng ta đang rất xúc động không nói nên lời các bạn ạ.
Có lẽ đây là giây phút mong chờ nhất của anh sau bao ngày trông ngóng đúng không nào? Vâng, chắc hẳn là quá hạnh phúc mà ông bố trẻ của chúng ta đã khóc rồi các bạn ạ. Thật xúc động phải không nào? Bây giờ điều dưỡng sẽ hỗ trợ hai bố con được áp da với nhau. Chúng ta có thể thấy anh Đông Hùng đang nở nụ cười rất tươi. Vậy là bao nỗi lo lắng hồi hộp đã tan biến. Được ôm con gái rượu trong lòng thì chắc hẳn không còn gì hạnh phúc hơn đúng không nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông bố hạnh phúc nhất của ngày hôm nay các bạn nhé. Anh ơi, hiện tại cảm xúc của anh như thế nào khi được áp ra con như thế này ạ? Anh có thể chia sẻ cho các khán giả đang theo dõi livestream được biết không ạ? Dạ vâng, thay mặt đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, xin chúc mừng gia đình anh chị đã đón thành viên mới rất bụ bẫm và đáng yêu. Chúc em bé sẽ luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn ạ. Vâng các bạn ơi, như vậy là chúng ta vừa được theo dõi hành trình đi sinh của chị Anh Minh, vợ ca sĩ Đông Hùng, cũng như tìm hiểu về vấn đề phải làm thế nào khi đến ngày dự sinh mà chưa có dấu hiệu sinh. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ngay tại đây để được chúng tôi giải đáp cụ thể hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.